Thời gian qua, Hội nông dân huyện Mộc Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trồng rau an toàn, hình thành vùng chuyên canh rau màu phát triển theo hướng an toàn, bền vững, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây. Nhờ khai thác tốt lợi thế và điều kiện khí hậu mát mẻ, các hợp tác xã trên địa bàn huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh phát triển mô hình trồng rau an toàn, rau hữu cơ sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ với tổng diện tích sản xuất gần 1.100 ha và có khoảng 2.100 tổ chức cá nhân là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện ủ phân hữu cơ vi sinh tại vườn với khối lượng khoảng trên 4.200 tấn, gần 3.000 cơ sở sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt. Việc tích cực sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững không chỉ cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông sản sạch, an toàn mà góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm nông sản Mộc Châu trên thị trường trong nước và quốc tế đặc biệt thông qua các mô hình kinh tế hàng hóa thu nhập và đời sống của người dân đã được nâng lên góp phần không nhỏ vào quá trình giảm nghèo của huyện